đồ hình phản chiếu. Mọi người mở cái cuốn sách đồ hình ra, theo dõi. Thế và khi chia sẻ đến cái nội dung đồ hình như thế nào ấy, liên quan đến cái gì thì mọi người có thể ghi luôn vào cái cuốn sách ấy. Ghi be bét là cũng được. Cuốn sách của ai mà ghi càng be bét bao nhiêu thì học càng nhanh nhớ bao nhiêu. Ghi trong cuốn sách và nó có màu. Trang 21. Sách đồ hình điện trở màu xanh đấy. À, đúng rồi. Chị gái ơi, em vừa xong em để quyển sách trên đấy, còn giúp em. Ngày hôm qua chúng tôi chuyển đến. Chuyển đồ hình đấy, em vừa để bên đấy. Chúng ta sẽ đi tiếp một cái đồ hình nữa, một số cái đồ hình nữa. Cái này là đồ hình ngoại vi, nhưng mà nhìn nguyên, nó sẽ cung cấp thêm cho chúng ta một số thông tin nữa. Bây giờ chúng ta chỉ quan tâm đến cái đồ hình màu đỏ nhé, ở bên này này. Ở bên này thì mọi người để ý cái đồ hình màu đỏ thôi. Thế mà sang bên này thì cái đồ hình màu đỏ, nó sẽ nhìn cái hình thái của nó sẽ như thế nào. Khi nhìn nghiêng thì nó như thế nào. Thế và ở cái hình nhìn nghiêng này thì nó có thêm, nó có một số cái thay đổi nhỏ và có một vài thông tin nữa để chúng ta có thể cập nhật thêm. Thứ nhất là mọi người quan sát ở đây này, thấy có cái gì khác với bên kia, khác với cái bên kia. Và cái chân đúng không ạ? Cái bàn chân nó bẻ ra ngoài đúng không ạ? Và tức là chúng ta có thêm một cái bàn chân nữa ở phía ngoài này. Hôm qua cái đồ hình kia là chúng ta có bốn cái bàn chân ở đây đúng không ạ, cả xanh cả đỏ là có bốn cái bàn chân ở đây. Bây giờ cái bàn chân màu đỏ nó bẻ ra đây. Đấy, tức là có thêm một cái bàn chân nữa. Toàn bộ cái cằm này là chúng ta có sáu cái bàn chân. Tức là tác động vào cằm là tác động đến bàn chân ở nhiều góc độ khác nhau. Được chưa? Đấy là cái thông tin thứ nhất. Ở đây thì mọi người nhìn rất rõ là cái đầu gối. Đầu gối đây đúng không ạ? Đầu gối là ở trong pháp bản đồ huyệt thì nó sẽ vào đúng cái huyệt số 9 đấy. Nhưng mà thường thì cái vùng này hay xuất hiện cái má lún đồng tiền đấy. Má lún đồng tiền là cái chỗ này này. Đấy. Cho nên những người bị má lún đồng, có má lún đồng tiền thì rất dễ là bị cái triệu chứng đau đầu gối. Để ý như vậy. Ở lớp mình có không? Có ai có không? Con trai em hai cái như này. Để ý. Có thể là bây giờ nó chưa đâu, nhưng mà sau này có thể nó bị, sẽ có những triệu chứng liên quan đến cái đầu gối. Thì chính cái má lún đồng tiền này chính là cái chỗ để mình tác động vào. Đấy. Giống như là tôi có cái nốt ruồi đây thì sẽ phải gãi vào thường xuyên để chăm sóc nó thường xuyên, vì nếu không nó sẽ liên quan đến một cái triệu chứng nào đó bên trong. Vậy thôi. Thế là ông trời sinh ra như thế, từ khi mới sinh ra là đã mang cái nó rồi, là mình sẽ phải chăm sóc nó thường xuyên. Nhìn vào đây, mọi người thấy rất rõ là sống mũi chính là cái gì đấy? Sống lưng. Mông. Hai cái cánh mũi là mông. Đúng không ạ? Hai cái cánh mũi chính là cái mông. Hậu môn thì ở đâu ạ? Lỗ mũi. Không phải lỗ mũi mà ở giữa hai lỗ mũi. Cái hậu môn nó sẽ là cái điểm huyệt 143 đấy. Nó chính là cái giữa hai lỗ mũi. Thì cái điểm này cũng là một trong những điểm để chúng ta chữa sau này, ví dụ những cái bệnh liên quan đến trĩ này. Đấy là phải chữa đây, hoặc là trực tràng, phải chữa cái huyệt này, 143. Nếu như bị trĩ
thì cái huyệt này thường sẽ phải ấn vào thường xuyên hoặc là phải tác động vào thường xuyên. Nếu như ai còn nhớ thì hôm trước có khi chia sẻ về 6 vùng phản chiếu về bên huyết thì tôi có nói rằng một ở trong đây nó có một cái bệnh là chữa bệnh trĩ đúng không ạ, bằng 6 vùng phản chiếu thì tôi có nói thêm là đánh 6 vùng phản chiếu sau đó gãi gạch vào cái vùng chóp mũi, chóp mũi và chóp cằm, thì hai cái vùng này nó đều liên quan đến cái này, liên quan đến cái hậu môn và trực tràng. Đấy, cho nên nó chữa trĩ được. Tất cả những cái thủ pháp này hay là pháp đồ đưa ra nó đều dựa trên cái cơ sở của cái đồ hình phản chiếu này. Thế cho nên các cái đồ hình phản chiếu là rất quan trọng, mọi người chú ý cái đó. Bây giờ có thêm một cái thông tin nữa, mọi người để ý xem nó có cái gì đặc biệt. Khuôn mặt, đây là cái cánh tay, đây nó có cả mặt đúng không? Có mặt mũi, tức là chỗ này mặc dù cái hình kia chúng ta nhìn là cái người đàn ông quay lưng ra, thế chúng ta hiểu rằng là ở đây nó có cả mũi, đúng không ạ? Cả mũi, cả mắt, tức là cả một cái khuôn mặt ở đây. Đấy, theo nguyên tắc gì ạ? Trước sau là một. Tức là nhìn đằng sau nhưng chúng ta tác động vào nó thì nó vẫn ra đằng trước. Mọi người nắm được không ạ? Tức là nếu như bị viêm mũi thì cả cái vùng này chúng ta tác động vào nó đều liên quan đến cái mũi. Và trên nữa thì nó có cái mũi của một người màu xanh đấy. Đúng không ạ? Đây nó có cái mũi này. Cái mũi này là to hơn. Còn cái mũi này khi chúng ta nhìn kỹ ra thì nó có một cái mũi nhỏ ở trong đấy. Tức là hai cái mũi nó trùng vào nhau ở cái điểm này. Đúng không ạ? Thế cho nên những bệnh về mũi mà trà sát ở chỗ này thì cái hiệu quả của nó rất tốt. Cái kinh nghiệm khi chúng ta quan sát và sử dụng đồ hình, chúng ta thấy rằng kết hợp nhiều đồ hình với nhau, nếu như cái vị trí nào ấy mà nó có nhiều cái bộ phận ấy nó chồng lên nhau ở nhiều đồ hình khác nhau ấy, tức là cái tín hiệu thần kinh ở đấy nó mạnh nhất. Mọi người nắm được chưa ạ? Chúng ta nhớ rằng là khi gặp những cái vị trí mà nó chồng trùng lắp nhau ở nhiều đồ hình thì cái vị trí đó là vị trí tác động vào nhạy cảm nhất. Tức là cái phản xạ thần kinh nó xảy ra ở đấy nhạy. Được chưa? Còn cái gì nữa? Còn chi tiết nữa? Tay á? Tay thì nó vẫn thế thôi. Vẫn đùi. Đùi, đùi sao? Đùi thì nó vẫn thế thôi. Ra bên này thì sang bên này nhìn thấy nó thành như thế này. Mọi người bạn Tiệp đang chỉ đúng rồi đấy, nhưng mà chưa phát hiện được gì. Cái này đúng không? Ngực. Cái này là cái đầu ngực ấy, nó chạm vào con mắt. Thì cái này nó cho chúng ta biết rằng là cái ngực và cái mắt nó có liên quan đến nhau. Nó vừa là phản chiếu nhưng đồng thời nó cũng có tính chất đồng ứng trong đấy. Mọi người quan sát thấy ví dụ cái lòng đen này, con ngươi mắt ấy, cái con ngươi mắt thì nó trùng với cái đầu nhũ hoa, còn cái tròng đen con mắt thì nó trùng với cái cuồng thông, và cả cái hốc mắt này thì nó giống như cái bầu ngực. Mọi người để ý thấy không ạ? Cho nên hôm trước 12 động tác massage thì cái động tác massage mắt đúng không? Tôi nói với chị em là về làm thử đấy. Làm thử xong báo cáo đấy. Là vì nó có sự liên hệ với nhau giữa cái mắt và cái ngực. Thế đồng thời là ví dụ ai bị đau mắt đỏ hay đau mắt hạt, viêm giác mạc ở bên trong ấy và chữa mãi cũng khỏi, thì lôi cái đầu nhũ hoa ra hơi để cứu vào. Thế là nó cứ dính vào nhau, tức là chữa cho nhau được. Nam nữ đều thế, đàn ông cũng có chứ không phải không đâu. Chẳng có nó nhỏ thôi, không to bằng phụ nữ thôi, nhưng mà cũng có. Thì đều chữa ở đấy được. Thì đây là một trong những điểm chữa mắt rất là tốt. Cái đầu của hoa ấy. Thế chưa? Thế rồi. Chúng ta sang một cái đồ hình nữa. Đồ hình này thì thầy đặt tên là đồ hình thất tình. Đặt tên cho nó dễ nhớ. Quan sát ở cái đồ hình này thì chúng ta thấy gì? Đầu tiên là xác định vị trí của nó đã. Cái đầu ở đâu ạ? Đầu là thái dương. Đấy. Cho nên một số trường hợp đau đầu ra hay bóp vào đây đúng không ạ?
đây là vô thức thôi, hoặc là thấy ngày xưa bố mẹ mình làm thế thì mình bắt chước, là đau đầu thì dây ở thái dương hoặc là dán lên cao ở đây. Nhưng mà khi đó thì thầy tìm ra là nó có một cái đầu phản chiếu ở đây, rồi ở dưới cái đầu thì nó sẽ là gáy, đúng không ạ? Dưới nữa thì sẽ là sống lưng, sống lưng nó sẽ nằm ở phía trước của cái tiền tai này. Cho nên là cái động tác massage mà trà tai này thì tôi có nói là nó sẽ liên quan đến cái bệnh sống lưng. Không biết có mọi người có nhớ không? Có một cái động tác trà sống mũi là liên quan đến sống lưng này, thì cái này nó cũng liên quan đến sống lưng vì là có cái đồ hình này. Rồi theo cái vị trí tương đối đấy, chúng ta xác định mông này, đùi này, cẳng chân, bàn chân. Cái bàn chân này thì nó trùng với cái vị trí của cái bàn chân đỏ vẫn đấy. Đấy, tức là nó trùng vào nhau. Đấy, cái vị trí bàn chân ở chỗ này. Và bây giờ chúng ta lại có thêm một cái vùng đầu gối nữa. Mọi người thấy không ạ? Ban nãy chúng ta có cái đầu gối ở dưới này nhé. Đây là có cái đầu gối nó dịch lên trên này, ngay dưới gò má này, có cái đầu gối nữa. Rồi cái cùi chỏ thì nó chống vào cái đầu gối, đúng không ạ? Tức là cái điểm này vừa chữa cho đầu gối, cũng vừa chữa cho cùi chỏ. Và đồng thời nó nói đến một cái ý nghĩa rằng là cái chữa đau đầu gối có thể chữa ở cùi chỏ. Được chưa? Cái này thì hôm trước trong 8 quy tắc thì chúng ta nắm được rồi. Trên dưới cùng bên đấy, thì chữa đầu gối cũng chữa cùi chỏ. Và nhìn vào cái đồ hình này chúng ta thấy nó nhắc lại cái thông tin đấy. Rồi cái bàn tay thì làm sao ạ? Ôm đầu. Cái bàn tay ôm đầu, đúng không? Đấy, tức là đau đầu chúng ta có thể chữa ở các cái đầu ngón tay, có thể chữa ngay trên các cái đầu ngón tay này. Cái vị trí bàn tay và vị trí đầu nó trùng vào nhau, cho nên đau đầu chúng ta có thể chữa trên bàn tay và đặc biệt là các cái đầu ngón tay. Và nếu như chúng ta làm theo cái hình như thế này, tức là nó vừa đồng ứng và vừa phản chiếu, thì cái tác dụng của chữa đau đầu trên cái nắm tay này khá là hiệu quả. Khi chúng ta thấy nó có những cái sự trùng lắp với nhau, cả về phản chiếu, cả về đồng ứng, hoặc là những đồ hình phản chiếu nó lặp lại cái vị trí nó trùng vào nhau đấy, thì có nghĩa là cái vùng đấy tác động là tốt. Cái tín hiệu phản xạ thần kinh nó diễn ra ở đấy rất nhạy. Mọi người nắm được chưa? Nếu nắm được cái này thì sau này chúng ta sẽ biết là nên tác động ở chỗ nào trước. Cái chỗ nào chúng ta thấy là nó xuất hiện nhiều cái tín hiệu phản xạ thần kinh, chúng ta nên tác động vào đấy trước thì nó nhanh. Để cho nên những người thuộc đồ hình này rất là lợi hại là khi gặp một tình huống nào đó là biết ngay là phải đụng vào đâu trước. Cái chọn những cái chỗ nào mà nó trùng nhau nhiều ấy, thì đụng vào trước thì nó sẽ cho kết quả nhanh. Được chưa? Còn nếu không thì lại phải đi mò từng cái một. Chữa chỗ này không được để chữa chỗ kia thì nó hơi mất thời gian hơn những người thuộc đồ hình. Chữa đau đầu là phản xạ cả hai mặt được. Nhưng mà khi làm thành cái hình đồng ứng như thế này thì nó dễ hơn và nó nhanh hơn. Tức là như thế này nó vừa là phản chiếu, nó vừa là đồng ứng. Thì mình lấy lăn là mình lăn lên hay là mình tự massage? Làm thế nào cũng được. Tức là trong các cái cách lăn hơ cào gõ massage thì làm thế nào mà người ta thấy dễ chịu là được. Nếu mà theo kinh nghiệm thì nó sẽ có ba cái thủ pháp thường làm giảm triệu chứng nhanh. Tức là nếu chúng ta muốn làm giảm triệu chứng nhanh ấy, thì thường hay dùng một trong ba thủ pháp hoặc là dùng cả ba. Đấy là hơ ngải cứu là một. Hơ ngải cứu nó làm giảm triệu chứng đau khá nhanh. Thứ hai là dùng thủ pháp nhất dương chỉ. Nhất dương chỉ nếu như mà cái bệnh nó thiên về âm, cái tính âm nhiều thì dùng nhất dương chỉ. Thế còn cái bệnh nó có tính dương nhiều thì dùng sâm bất cứ. Những cái thủ pháp thì chúng ta sẽ được học sau. Đây là viết đại khái trước đây. Còn tất nhiên khi có thể là lăn, cái lăn thì bao giờ cũng nên dùng trước. Cái lăn giống như là dùng để lót đường đấy, để làm trước đi. Trước các thủ pháp khác thì nên lăn qua một lượt để cho các cái sinh huyệt giống như là đánh động để cho nó xuất hiện, hoặc là nó giảm bớt những cái sinh huyệt lặt vặt cho nó giảm trước đi. Nên dùng lăn, thường là dùng cái lăn. Bây giờ nhìn vào cái đồ hình này thì mọi người có cái cảm nhận gì? Buồn. Buồn đúng không? Buồn. Cho nên mới đặt tên là thất tình. Và có màu xanh. Màu xanh tức là âm. Thế thì khi nào chúng ta nên quan tâm đến những cái vùng phản chiếu ở cái đồ hình này? Ví dụ như người ta đau đầu, nhưng mà đau đầu dữ dội,
đau mà ôm đầu đập đầu vào tường ấy, đau dữ dội, thì chúng ta nên nhớ đến cái vùng nào để tác động? Vùng nào ạ? Xanh. Vùng nào ạ? Xanh. Vùng đỏ. Là ở chỗ nào? Để xem không nhớ mà lại quên luôn rồi. Cái đầu màu đỏ chỗ nào ạ? Đây, chỗ ấn đường cái này. Thì khi người ta đau đầu dữ dội thì chúng ta nên ưu tiên tác động vào cái chỗ này trước. Được chưa ạ? Mọi người nắm được chưa ạ? Tức là cấp tính đấy, bệnh cấp tính và có tính dương thì tác động vào cái những cái vùng màu đỏ trước. Thế còn cái này cũng là hiện tượng đau đầu, nhưng mà nó đau ở trạng thái là âm ỉ, đau mà nó ong ong ở trong đầu ấy, đau một cách khó chịu mà nó cứ âm ỉ như thế, thì chúng ta sẽ nhớ đến những cái vùng màu xanh hoặc là cái đồ hình này. Đấy, tức là lúc đó chúng ta sẽ tác động ở vùng thái dương này, gạch hoặc là ấn đúng, hoặc là hơi ngải cứu thì tùy, chúng ta tiện có cái gì chúng ta làm cái đó. Diện trần là tùy biến, thì nó không có cứng nhắc, chúng ta làm cái gì mà thấy người ta đỡ là được. Thực ra chữa nó dễ lắm, đôi khi chúng ta không có sẵn dụng cụ trong tay, chỉ cần lấy cái móng tay này gạch vào đây mấy cái là có khi người ta đỡ đau rồi, rất là đơn giản thôi, không nhất thiết là phải chờ đi tìm đúng cái dụng cụ đấy thì mới làm được, không nhất thiết như vậy. Tức là những cái biểu hiện đau nhức hoặc là bệnh ở vùng khu vực nào đó, nhưng một là nó có tính chất mãn tính, thứ hai là cái người bệnh ấy người ta có cái cảm giác ủ rũ mệt mỏi, thì chúng ta nên nhớ đến cái đồ hình này và tác động vào những cái vùng đó. Mọi người nắm được chưa? Có nhớ kịp không ạ? Cho nên mới phải ghi vào trong sách ấy, cho khỏi quên. Nếu không ghi mà chỉ có nghe không tí nữa là quên hết, vì thông tin rất nhiều lắm. Cái này vào nó đẩy cái kia ra, rót cái này vào thì nó tràn cái kia ra ngoài. Và chúng ta sang một cái đồ hình này, tất cả những cái đồ hình bắt đầu tiên này đều là những đồ hình quan trọng nhất, nên chúng ta học và có những cái cần phải nhớ thì tôi sẽ nhắc. Đây là cái đồ hình thứ hai chúng ta cần phải nhớ, vì trong quá trình chẩn đoán cũng như là ứng dụng để điều trị ấy, thì những cái đồ hình này sẽ thường được sử dụng nhiều, cho nên cần phải nhớ. Cái này gọi là đồ hình phản chiếu ngoại vi cơ thể ở trên vỏ não, và vì cái hình thức của nó cho nên thầy đặt tên là đồ hình chổng mông lè lưỡi cho nó dễ nhớ. Đây là một trong cái đồ, những cái đồ hình cần phải nhớ đấy. Hôm trước chúng ta có cái đồ hình gì cần phải nhớ ạ? Đồ hình nào ạ? Ngoại vi âm dương đúng không? Là đồ hình cần phải nhớ. Bây giờ chúng ta có cái này nữa, cũng cần phải nhớ. Chổng mông lè lưỡi, mọi người cứ nhớ cái từ đấy cho nó dễ. Đồ hình chổng mông lè lưỡi. Cái này rất hay được dùng để. Bây giờ quan sát đây chúng ta thấy cái gì? Mọi người để ý này. Đây có cái bàn chân đúng không ạ? Đây là cẳng chân này, đứng thẳng đứng. Ở đây là cái mông. Đây là cái mông, đây là cái lưng gập xuống. Cái người nhìn nghiêng đấy, cái người đang đứng như này. Đúng không ạ? Và cái cánh tay vươn ra ôm dưới thanh dương. Tức là toàn bộ cái cơ thể người này từ mông cho đến tận bàn tay là nó nằm ở vùng sát chân tóc. Sát chân tóc. Trên đồ hình vẽ một bên, nhưng mà chúng ta hình dung là nó có cả hai bên nhé. Có cả hai bên, tức là có hai cái hình người ở hai bên. Đấy. Chúng ta có một cái hình người như vậy. Bàn chân thì nó nằm ở vị trí đầu lông mày. Cẳng chân thì nó chạy thẳng lên, sát đến chân tóc thì gặp cái mông. Và cả cái lưng, rồi cánh tay, vai, cánh tay, bàn tay xuống đến đây. Tức là cả cái viền chân tóc này, nó đều liên quan đến cái bộ phận cơ thể người. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái điểm vùng nữa để tác động. Với hai cái, ban đấy hai cái đồ hình kia là chúng ta đã có mấy điểm rồi đúng không ạ? Ví dụ, tôi chỉ nói ví dụ một cái, ban đấy là đầu gối ở đây, đúng chưa?
Cái đồ hình thất tình thì đầu gối ở đâu ạ? Đầu gối lên đây, tức là chữa đầu gối chúng ta có hai điểm. Hai điểm với bên này, hai điểm đó là bốn, đối xứng nhau. Đấy. Thế bây giờ chúng ta lại có thêm hai điểm đầu gối nữa là trên trán. Đúng không ạ? Tức là ít nhất là có 6 điểm để chữa đầu gối rồi đấy. Đây cái đầu gối đây đúng không ạ? Đấy rồi, tương tự như thế thì những cái vùng vị trí lân cận thì ta cứ theo cái vị trí của nó để mà tác động thôi. Cẳng chân, đùi, mông. Rồi lúc này chúng ta có thêm một cái sống lưng nữa. Sống lưng nữa nó nằm khoảng 1/2, nó chiếm 1/2 ở cái viền chân tóc phía trong. Ở phía trong. Bên này có một cái lưng, bên này cũng có một cái lưng. Thì khi đau lưng chúng ta có thể thêm một cái vùng nữa để tác động là viền chân tóc. Hệ thống đồ hình là vẽ ra là để cung cấp cho chúng ta những cái thông tin như vậy. Nếu như tôi chỉ có nói không thì mọi người sẽ không nhớ được. Cho nên là phải có đồ hình. Nhìn vào đồ hình cái chúng ta nhớ ngay. Cứ thấy cái hình nó ở chỗ nào, vị trí ở chỗ nào, ta tác động vào đấy. Đấy, tức là nó sẽ chữa cho cái bộ phận đó. Mọi người nắm được chưa? Nó rất đơn giản như thế thôi. Cứ nhìn thấy vị trí ở chỗ nào tác động vào thì nó sẽ liên quan đến cái bộ phận đấy. Rồi lùi xuống một chút thì chúng ta có cái bả vai ở đây. Đây là lưng nhé. Nhưng mà dịch xuống dưới này sẽ là bả vai, tức là nó ở khoảng đuôi mắt đi lên, đuôi con mắt này đi lên và gặp chân tóc thì nó sẽ là cái vùng bả vai. Và kéo xuống đây nữa là cả cánh tay và bàn tay, vị trí tương đối thôi. Bởi vì có cái thuyết lân cận nên chúng ta không cần phải quá chính xác, không cần phải lấy thước để đo. À, chỉ cần tương đối ở cái vùng đấy là được, tác động vào là được. Thế rồi lật sang bên này, chúng ta cũng có cả một người nữa như thế ở bên này. Và một cái lưu ý thêm, có một cái sử dụng đối với cái đồ hình này khá là hiệu quả. Đấy là trường hợp người ta bị chuột rút, bị co cơ, bị chuột rút ấy, ở trên khắp cơ thể, bàn chân hay là ngón chân hay là bắp chân, bắp đùi, mông, lưng hoặc là mạng xương. Bất kỳ những cái hiện tượng chuột rút nào ở những cái vùng đấy mà tác động trên cái đồ hình này thì khá là nhanh. Đấy là cái kinh nghiệm. Bị co cơ, bị chuột rút thì nên tác động ở cái vùng này. Thế và khi người ta bị co cơ, chuột rút thì chúng ta nên tác động như thế nào? Em chia sẻ cái co cơ chuột rút hôm qua. Em đang ngồi mà cái chân em nó tê dại một bên. Thế thường thường mọi khi mà em mà chưa được đi học ấy, thì em phải bỏ chồng em là bóp nắn bóp một bên này mãi không được. Nhưng hôm qua em lại bỏ câu là anh ơi đừng bóp bên đau, mà bóp bên không đau thì anh đúc vào một cái là hết bên không đau luôn. À, vâng, tuyệt vời đến mức độ rồi. Vâng, xin chào pháo tay nha. Nhưng mà như vậy là em đang làm theo cái nguyên tắc nào? Em làm nguyên tắc là đối xứng. Đối xứng, đúng không? Nhưng mà đây là nguyên tắc nào? Nếu tác động ở trên này là nguyên tắc nào? Nếu mà tác động trên đó thì em lại sử dụng ở trên này. Ông đang hỏi là nếu tác động trên này thì nó thuộc nguyên tắc phản chiếu. Phản chiếu. Và khi chúng ta tác động trên phản chiếu thì mọi người biết rằng là chuột rút là biểu hiện dương hay âm ạ? Dương. Thì chúng ta nên tác động thế nào? Tác động âm là tác động thế nào? Dây. Nên dây chứ không nên ấn. Được chưa? Thế hoặc nếu mà sau này chúng ta biết dùng cái lăng ấy, thì dùng cái lăng và dùng cái lăng âm ấy, cái lăng đinh này, dùng cái lăng này và lăng nhẹ thôi thì nó nhả nó rất nhanh. Thế còn lăng cho thật lực như thế này thì có khi lại không được. Đấy, cái nguyên lý âm dương nó rất là quan trọng nhé. Chúng ta xác định vấn đề thuộc dương thì tác động phải là tác động âm. Tác động âm có nghĩa là dùng dụng cụ âm mát, rồi lăn chậm, lăn nhẹ, êm thì được. Không phải lúc nào làm mạnh cũng được. Nhưng gặp biểu hiện bệnh âm thì phải tác động mạnh thì mới được. Cái nguyên lý âm dương rất là quan trọng. Thưa thầy, đây là cái trường hợp cấp cứu thì có thể tức là đánh nhanh vào cái vùng đó. Không cần phải nhanh, vuốt chậm thế này thôi. Cũng chỉ vuốt vài cái là nó đỡ. Mọi người cứ để ý mà xem nhé, làm không cần phải nhanh, không cần phải kỳ cục. Vấn đề là nắm được rõ nguyên lý và tin vào cái nguyên lý đấy, mình thực hiện được cuống. Thế lúc đấy mình cuống. Thường là mọi người hay cuống là làm nhanh, làm cái gì nhanh cũng mạnh, nghĩ là cấp cứu là nó phải nhanh. Nhưng có những trường hợp phải chậm, ví dụ như huyết áp cao, huyết áp tăng đột ngột, đúng không ạ? Mà cứ vuốt thật mạnh như thế này thì nó không xuống, hoặc là nó xuống rất ít. Nhưng mà lúc đấy rất rất là bình tĩnh vì nắm được nguyên lý rồi. Ta chỉ cần làm như giống như là
gãi du ngủ này đấy, thì chỉ vài cái là nó được, nó xuống đây vút ve thì nó xuống đấy, chứ đừng có vội vàng mà làm cũng mạnh thì nó lại không được. Cái nguyên lý âm dương rất là quan trọng. Đúng rồi, đang làm mạnh thì không, nó lên thì nó không lên, nhưng mà nó không xuống, nó không xuống được, hoặc nó xuống rất ít đáng kể. Đấy là cái hình người, hình người trên nhé, mọi người nhớ lưu ý đi, nhớ in vào đầu cái hình này, chúng ta sẽ rất thường dùng đến. Và có một cái lưu ý nữa, khi chúng ta chữa bệnh liên quan đến các bộ phận ngoài cái vi cơ thể, giả sử như là khi bị chữa cho ai đó bị đau đầu gối chẳng hạn, thì chúng ta nên tác động ở cái vùng đầu gối trên trán này trước, rồi tác động ở cái đầu gối bên dưới sau. Đấy là một cái nguyên lý nhé, mọi người nên nhớ. Bởi vì cái hình phản chiếu ở trên trán ấy là nó gần với vỏ não nhất, cho nên cái này gọi là phản chiếu trên vỏ não, tức là nó nằm ở vùng trán, ở cái vùng viên, vùng ranh giới. Đấy, thì nó sẽ liên quan đến hệ thần kinh trực tiếp, liên quan đến cái vỏ não trước. Cho nên chúng ta tác động vào cái vùng đấy giống như là chúng ta đánh động, báo động trước cho cái bộ não nó nhận biết thông tin. Giống như là khi chúng ta định đến gặp ai đó để bàn công việc gì đó, thì việc nên làm đầu tiên là gì ạ? Nên làm đầu tiên là gì ạ? Để cho kết quả nó đạt được tốt ấy, thì nên gọi điện hẹn trước, đúng không? Hẹn trước rồi mới đến gặp, thì cái kết quả của nó chắc chắn hơn là chúng ta không hẹn trước, chúng ta cứ đến, đúng không ạ? Cứ đến thì có thể gặp, có thể không. Đấy, cho nên cái việc chúng ta tác động vào đây này giống như là hẹn trước, đánh động trước, hẹn trước, báo trước cho người ta biết là tôi chuẩn bị đến đây, hoặc là tôi sắp sửa đến thăm anh đây. Đấy là gõ vào đấy trước, tức là chúng ta tác động. Ví dụ người ta bị đau đầu gối thì việc đầu tiên, ví dụ làm một cách đơn giản nhất, ta gạch, gạch vào hai cái điểm tương ứng của đầu gối trên trán này, mỗi vùng 30 cái, ví dụ thế. Sau đó thì gạch dưới này, được chưa? Gạch dưới này xong rồi gạch thêm chỗ này nữa, ta biết là có cái đầu gối đây. Nhưng mà cái quy trình tác động thì nên tác động trên này trước, mọi người nói được chưa? Thì nó sẽ cho kết quả tốt hơn. Còn nếu ai mà quên tác động dưới này trước thì kết quả nó sẽ giảm đi, kết quả nó giảm đi. Tương tự như thế, chữa lưng hay là mông hay là bàn chân hay là cái gì cũng như thế, cũng theo nguyên tắc như vậy. Tác động ở vùng vỏ não trước, phản chiếu trên vỏ não trước, và cái bên dưới sau. Cái bên dưới nó giống như cái thực thể. Bây giờ chúng ta sẽ để ý đến cái này. Cái này là tai, đúng không ạ? Cái tai. Để một bên không vẽ để cho mọi người hình dung cho nó dễ. Chúng ta nhìn ở cái tai này, nó sẽ có những cái bộ phận như sau. Mắt. Mắt thì ở đâu ạ? Mắt nó ở đỉnh tai. Nó ở gần đỉnh tai này. Chỗ này có một con mắt. Đấy, ban nãy có hai con mắt ở trên này, mọi người còn nhớ không? Hai con mắt trên trán. Hai con mắt trên trán này này thì nó trùng đúng vào cái đầu gối của cái thằng này. Nên cái điểm này vừa chữa mắt nhưng lại vừa chữa đầu gối. Nó sẽ có những cái điểm mà nó trùng nhau, tức là một điểm nó có thể liên quan đến nhiều bộ phận khác nhau. Thế thì khi nào nó là cái gì ạ? À, khi tác động vào đây thì khi nào nó là mắt, khi nào nó là đầu gối ạ? Một là khi, đúng rồi, một là chỗ nào nó đau. Ví dụ nó đang bị đau mắt thì tác động vào đây nó sẽ là mắt. Và nếu nó đang đau đầu gối thì tác động vào đây nó sẽ là đầu gối. Thứ hai đấy là chúng ta dùng ý để đưa đến. Dùng ý trong trường hợp là ví dụ vừa đau mắt vừa đau đầu gối, đúng không ạ? Mà chúng ta tác động vào đây, đấy, chúng ta để ý vào đâu thì khí lực nó sẽ đưa về đấy. Tức là chúng ta ưu tiên cho cái nào trước thì để ý vào nó trước. Mọi người nắm được chưa? Mình chữa bệnh cho người khác, mình không nghĩ đến cái việc. Mình chữa bệnh cho người khác thì bảo người ta chú ý vào. Ví dụ ấn vào đây và anh chú ý vào cái đầu gối nhé, hay anh chú ý vào cái mắt nhé. Ấn vào một điểm thì nói người ta chú ý vào. Người ta đang bị bệnh ở đâu thì người ta phải để ý vào cho đấy. Cái người bệnh phải để ý. Thì có trường hợp mà người bệnh người ta không để ý được, ví dụ như trẻ em, trẻ nhỏ mà nó chưa hiểu chuyện, nó chưa biết gì ấy. Đấy thì lúc đấy là sẽ tác động mà nó sẽ tự động thôi.
tức là theo thiết nước chảy về chỗ trũng, và cơ thể nó cần chỗ nào nó sẽ đưa về đấy trước theo cơ chế điều chỉnh tự động. Thế nhưng thực ra trẻ em ấy, đặc biệt là trẻ sơ sinh thì nó lại rất nhạy, cái hệ thần kinh nó rất nhạy, chỉ cần xoa nhẹ vào điểm một cái điểm đấy thôi là nó nhận được. Những người lớn có thể phải ấn huyệt, ấn vài lần, nhưng mà với trẻ em thì cần xoa nhẹ vào đấy thôi là cái hệ thần kinh nó đã nhận. Với trẻ em nó rất là lợi ở chỗ đấy, chúng ta không cần phải làm mạnh, thậm chí không cần phải dụng cụ, dùng bàn tay xoa vào cái huyệt hoặc vào cái vùng đấy là nó sẽ tới. Trường hợp nữa là người chẳng hạn người ta bị liệt, hoặc là đầu óc người ta không bình thường, người ta không thể nhận, người ta không chú ý được, hoặc là trẻ em bị tự kỷ, bị tăng động, hoặc là tâm thần phân liệt đấy, những người như thế người ta sẽ không chú ý được thì nó sẽ lâu hơn. Chúng ta phải tác động và chờ cho cái cơ chế tự động của cơ thể nó điều chỉnh, nó sẽ lâu hơn người bình thường. Thì lưu ý như vậy. Thầy cho em hỏi, hôm qua có một trường hợp em chữa thì ở cái đốt gáy sống cổ này, thì em dò huyệt thì có huyệt lại tê và có huyệt lại nhức, tức là nó không nhất thiết là nó nhức tất, mà nó không nhất thiết là tê tất. Đúng rồi. Đấy, tôi nghĩ là có huyệt thì tê và có huyệt thì nhức. Đúng rồi. Trong trường hợp đấy thì xử lý kiểu gì? Nhức là dương hay âm? Nhức thì là dương. Nhức là dương thì dùng cách âm. Tức là cái huyệt mà tê thì ta dùng dương. Tê thì dùng dương, nhức thì dùng âm. Vâng. Thế em vẫn dùng như thế mà thấy người ta vẫn bỏ tê. Vấn đề là bệnh nó có đỡ không? Đỡ. Đỡ là được rồi. Đỡ là được rồi. Nhưng mà người ta kết quả cảm thấy tê giật mạnh, nó giật như kiểu điện giật, nó rúm lại luôn. Nếu mà giật giống như điện giật thì nó không phải là tê nữa, nó không phải là biểu hiện âm. Thế nó không dám làm nữa bởi vì nó còn giật. Lúc đấy nó là dương ấy, lúc đấy không còn là âm nữa đâu. Cái tê mà tê bì mất cảm giác nó mới là âm. Thế còn cái như em nói là tê như kiểu điện giật ấy, thì nó không phải là âm, đấy là biểu hiện dương. Thế nhưng mà em vẫn lấy cái âm, cái sao chổi âm cho em làm. Nhưng mà xong thì thấy chị thoải mái và hỏi có thấy tốt, rất là được. Thế là được rồi, kết quả là chân lý. Kết quả thì lúc về phấn khởi. Thế là đã có chuột bạch rồi đúng không? Xin chàng phóng tay thôi. Ba chuột bạch. Ba chuột bạch kìa. Ba chuột bạch kìa. Có uy tín. Thầy cho em hỏi một câu là trường hợp mà bị nghiệt mặt và bị tự kỷ thì mình làm 6 vùng cảm chiếu hay là làm thế nào? Đấy là một căn bệnh cụ thể rồi. Thế lát nữa em ghi lại nhé, lát nữa sẽ làm bài kiểm tra luôn. Bây giờ trả lời một câu hỏi của em thì nó liên quan đến nhiều thứ lắm, nên thể trả lời được ngay. Liệt mặt thì có những cách nào để chữa? Với những cái mình đã biết, sau một phản chiếu có làm được không? Sau một phản chiếu có làm được không ạ? Được. Gạch mặt có làm được không? Được. Trà mặt khăn nóng có được không? Đấy. Đủ thứ để làm. Đúng rồi, có thể gạch ở tai, có thể dùng que giò gạch trên tai. Đấy, như bạn nhìn, đấy là cái cách nhìn chính xác của Liệt Trần đấy. Cách nhìn trực quan nhất, nhìn thấy ở đâu làm đấy. Ví dụ bạn ấy nhìn thấy gương mặt ở đây, tức là tác động ở trên này chữa được. Tức là gạch ở tai cũng chính là chữa cho mặt, vì cả cái tai nó phản chiếu mặt. Cách tư duy như thế là đúng, tư duy Liệt Trần nó rất đơn giản thế thôi, trực quan. Nhìn thấy ở đâu, nó xuất hiện đâu là làm đấy. Đừng có, không cần phải phân tích phức tạp. Cũng có, em ghi lại những cái bệnh nào mà em quan tâm thì em ghi lại. Lát nữa sẽ chia sẻ nhé. Đúng rồi, chúng ta sẽ đi lan man quá. Lát nữa sẽ chia sẻ những cái tình huống cụ thể. Bây giờ chúng ta có cái tai bên cạnh này, mắt ở đây, ở chỗ này có cái gì ạ? Mũi. Tức là chúng ta có một vùng nữa là cái mũi ở đây. Khi có bệnh về mũi thì đây là một trong những vùng để tác động. Được chưa? Đây là cái gì ạ? Đây là cái mũi thật, là phải tác động một cái mũi thật này. Rồi trên này có một cái mũi phản chiếu, đúng không ạ? Hai cái mũi phản chiếu chồng lên nhau ở đây. Và bây giờ chúng ta có thêm cái mũi nữa đây. Mọi người nắm được chưa? Thì đây là những vùng tác động để chữa bệnh về mũi. Cho nên cái động tác này rất hay. Cảm cúm này, bị lạnh này, thế rồi sổ mũi này, thì cái động tác này đều cần thiết. Chà mang tai, cái này rất được thiết. Thì bên dưới này chúng ta thấy có cái miệng ở chỗ trên dái tai một chút này, có cái vùng tương ứng với miệng.
chỗ này có thể là hơ gảy cứu hoặc là dùng cái que giò gạch vào cái chỗ đấy cũng được. Chữa những cái bệnh về miệng hoặc lưỡi, thấy cái lưỡi khè ra, ví dụ bị nhiệt miệng có thể hơ gảy cứu ở cái tai này. Nhiệt miệng nhưng mà vẫn hơ gảy cứu được, hơ gảy cứu ở cái tai này thì nó lại đỡ. Nhiệt ở lưỡi thì hơ gảy cứu vào đây, hoặc là dùng cái que giò gạch gạch nhẹ cái vùng đấy, cái vùng tương ứng với cái miệng này. Rồi ở dưới cái dái tai thì ta thấy có cái cổ họng, chỗ này có cái cổ họng này. Cho nên cái động tác này là đụng chạm đến cả cơ thể người, đúng không ạ? Ở cái đồ hình thất tình đấy, và đụng chạm đến tai mũi họng, tất cả những cái vấn đề đấy chúng ta đều làm được, đều nên dùng đến cái động tác này. Và cái vùng này là cái vùng chữa cổ họng rất là phổ biến. Ở đây chúng ta có ba cái huyệt nó tạo thành cái tam giác, gọi là tam giác amidam, huyệt 14, huyệt 275 và 277 đấy. Trong bản đồ huyệt mọi người đều có hết rồi, nó nằm đây cả hai bên. Thế thì khi bị bệnh về họng ho này, có đờm này, viêm họng, viêm amidan thì cái vùng này là cái vùng phải chú ý đến để tác động trước ở đây, vì cái này nó cũng là vỏ não. Cái đường viền ranh giới của khuôn mặt ấy, thì nó đều liên quan đến vỏ não, nó đều gửi thông tin lên vỏ não được kia. Cái vùng ranh giới bao giờ cũng là vùng quan trọng. Ở đây nó có một cái chi tiết mà chúng ta nên chú ý. Tại sao thầy lại vẽ cái lưỡi hè ra như kia? Chúng ta đặt cái ngón tay vào phía dưới và đằng trước dái tai một chút, tức là cái vùng giữa tam giác amidan đấy, và há miệng hè lưỡi ra. Thì thấy nó lõm xuống, đúng không ạ? Tức là cái xương quai hàm nó chuyển động. Cái xương quai hàm nó chuyển động và nó tạo ra cái lõm ở đây. Đấy, thì tức là khi chữa bệnh về họng và chúng ta hơ gảy cứu hoặc là gạch cào ở đây này, thì nói với người ta há miệng và thè lưỡi ra, thì cái tác động này nó được vào sâu nhất. Thì cái tác động này nó sâu nhất. Bạn đi học liền trận xong thì gặp những cái tình huống nhưng người ta chia sẻ lại cũng rất là vui, và chính bản thân tôi cũng hay gặp những tình huống như thế. Ví dụ là gặp một người bị ho này, hay là đang bị than tiếng, để chữa cái than tiếng rất hay, thì hơ gảy cứu nóng vào đây. Nhưng có những khi người ta đi ngoài đường không tiện có gảy cứu thì lấy điếu thuốc lá dí vào đây. Thì cái người đang bị viêm họng nhưng mà vẫn hút thuốc lá để lấy cái điếu này để chữa luôn cái viêm họng này. Nên về sau các anh ấy nói vui với nhau là hút thuốc lá có lợi cho sức khỏe. Dùng thuốc lá thay cho gảy cứu. Thứ nhất, tạo nhiệt, chúng ta dùng bất kỳ cái nguồn nhiệt nào mà hơ vào những cái vùng như thế thì nó đều cho tác động. Cái bệnh khan tiếng mà hơ gảy cứu ở đây chừng khoảng 3-5 phút thì nó đỡ nhanh. Đang bị khản đặc ấy, nhưng mà hơ vào đây một lúc là đỡ. Hoặc là nếu không thì chấm một ít dầu cao và trà nóng vào. Mọi người lưu ý là chúng ta dùng dầu ấy thì nên dùng dầu cao, đừng nên dùng dầu nước. Cái dầu gió, dầu nước là không nên. Vì cái dầu nước mà chúng ta tác động vào một lúc sau là ví dụ có gió vào nó lạnh thì có khi nó lại không tốt. Dầu cao thì tốt hơn. Cao sao vàng, cao lại khổ. Cao gì cũng được. Biết là nóng. Cao tạm nóng. Nhưng mà có những cái loại cao nó nóng quá. Nóng quá thì có thể nó làm gây ra kích ứng da. Thì mọi người chú ý đây đó. Đây là đồ hình chổng mông lẻ lưỡi nhá. Và đây là một trong hai cái đồ hình cần phải nhớ. Cho đến hiện nay là chúng ta phải nhớ hai cái rồi. Đồ hình ngoại vi âm dương và đồ hình chổng mông lẻ lưỡi. Đấy là hai cái cần phải nhớ. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến hai cái đồ hình rất là quan trọng. Đấy là đồ hình nội tạng. Một cái là phản chiếu trên mặt và một cái phản chiếu trên trán. Thì đây là hai cái đồ hình cần phải nhớ nữa. Có bốn cái đồ hình căn bản cần phải nhớ. Đấy, là hai cái liên quan đến ngoại vi âm dương và ngoại vi trên vỏ não và hai cái nội tạng. Cái đồ hình nội tạng thì tôi sẽ nói một kỹ hơn một chút và phân tích kỹ hơn, bởi vì cái bộ nội tạng này
vốn dĩ nó rất là quan trọng đối với con người. Nó làm chủ tất cả mọi thứ đấy. Cái nội tạng mà nó trục trặc là nó gây ra đủ thứ trong trong cơ thể, nó gây ra đủ thứ bệnh. Đấy, cho nên nội tạng, chúng tôi thường nói vui, tức là trong cơ thể người ấy, thì cái bộ nội tạng này nó giống đóng vai trò giống như ông chủ, nó ông chủ trong nhà. Còn cái bộ não này mặc dù là nó rất là thông minh, nó làm được đủ thứ việc, mà cái bộ não này tưởng chừng như là nó rất kinh khủng, đúng không ạ? Tưởng chừng như nó điều khiển mọi thứ, thế nhưng không phải. Điều khiển chính này là cái này, đây mới là ông chủ. Ông này chỉ là ông quản gia. Cái ông này ông muốn cái gì thì ông này thực hiện cái đấy. Thế ông này không phải ông chủ. Ông này là cơ quan điều khiển, giống như ông quản gia đấy, giống như ông quản gia thôi. Thế còn ý muốn là do ông này. Cho nên là trong dân gian mới có những cái câu như là có thực thì mới vực được đạo, đúng không ạ? Cái bụng mà đang đói đừng có nói chuyện nghĩa lý gì, cái này không vào, phải ăn đã. Đấy, tức là cơ thể phải sống đã, và nguồn gốc sự sống thì nó nằm đây, nó nằm trong cái bộ này. Thế và cái này mọi người sẽ gặp cái giá trị rất lớn trong tiếng Việt. Tiếng Việt của chúng ta ấy, các cụ ngày xưa đã phát hiện ra cái điều này và đưa nó vào trong ngôn ngữ từ hàng nghìn năm nay, hàng nghìn đời nay rồi. Đấy, chúng ta thấy là trong tiếng Việt thường nói đến cái gì ạ? Nói đến bộ lòng. Vừa nghe cái từ đấy không ạ? Nói đến bộ lòng nhiều, đúng không ạ? Thì tại sao gọi là tấm lòng, đúng không? Tại sao gọi là tấm lòng? Cái này cái giá trị tiếng Việt cực kỳ sâu sắc ở trong đấy. Đấy, cho nên chúng ta nghiên cứu về diện trần có nghĩa là nghiên cứu về văn hóa đấy, chứ không phải chỉ là những cái phương pháp y thuật chữa bệnh đơn thuần đâu. Trong đấy nó cả một cái nền văn hóa từ xa xưa nó ẩn giấu ở trong đấy. Thế và thầy của chúng ta đã phát hiện ra những cái bí ẩn đấy, những bí ẩn rất hay. Ví dụ như là mình thích một ai đó, đúng không? Gọi là thích thì nó bình thường thôi. Hai người thích nhau là bình thường, hay là thấy vừa ý là bình thường, đúng không? Thế là lúc yêu thật thì người ta gọi là sao? Phải lòng, đúng rồi. Xin chào pháo tay cho anh Doãn, phải lòng. Khi mà phải lòng là chết rồi đấy, đúng không ạ? Phải lòng, mọi người nghe cái từ nó sâu lắm. Cái từ phải lòng tức là không dứt lần. Thế còn vừa ý hay là thích nhau thì cái chuyện đấy là chuyện nông, nhưng phải lòng thì nó sâu lắm. Phải lòng là có thể chết với nhau được, đúng không? Đấy, chứ tại sao trong tiếng Việt các cụ nói như thế? Tiếng Việt của chúng ta nói là phải lòng. Nó cái lòng thì nó có cái gì đâu, tại sao phải lòng? Mà không phải là phải đầu. Nếu như cái đầu nó quan trọng thì người ta phải nói là phải đầu chứ. Đấy. Thế rồi con cái mà nó nói được cái câu gì đấy mà thấy bố mẹ thấy sung sướng thì nói sao? Mát lòng, mát dạ, đúng không? Nghe mát lòng, mát dạ. Mát đầu, mát. Chứ không mát đầu, mát lòng, mát dạ. Thế rồi người tốt thì người ta gọi là gì ạ? Tốt bụng. Có ai gọi là tốt đầu không? Tốt bụng. Đấy. Rồi người xấu thì gọi là xấu bụng. Hoặc là cái người này bụng dạ hẹp hòi, đúng không ạ? Mặc dù nhìn bụng thì rất to nhưng mà nói là bụng dạ hẹp hòi. Đấy, bởi vì cái linh hồn nó ở trong này. Ý người ta muốn nói rằng là cái linh hồn nó ở trong này. Cái gọi là cái khí chất của con người là nó ở trong này. Đấy, chứ không phải ở đây. Ông này chỉ là ông quản gia thôi. Ông này ông ra lệnh thì ông này làm. Ông này ông muốn cái gì thì ông này thực hiện cái đó. Đấy, nhưng cái ý muốn nó bắt đầu xuất phát từ đây. Mọi người để ý mà xem khi chúng ta đi trên đường. À, chẳng hạn như có một cái xe nó lao vào người chẳng hạn thì cảm thấy gì ạ? Giật mình, đúng không ạ? Giật mình thì nó sẽ có một cái cơn giật ở trong này, trong bụng. Nó giật ở bụng chứ không phải nó trong lúc đấy cái đầu chưa kịp nghĩ, nhưng ở đây nó đã có một cái báo động. Báo động tức là giật mình đấy, là trong này nó báo động trước mà cái đầu chưa kịp nghĩ gì cả. Đấy, thì để nói rằng là cái nguồn gốc sự sống là nó tồn tại ở đây và nó có một cái cách nhận biết trực giác, trực quan rất nhanh, không cần qua phân tích. Đấy, cho nên mới nói là phải lòng. Phải lòng tức là nó phải đến tận đây rồi. Phải đến tận đây là chết rồi, không dứt rồi. Và cái trực giác nó rất là mạnh. Và trực giác nó đóng ở đây. Chính vì vậy cho nên là khi trong các cái ngành đông y cũng vậy, và diện trần của thầy Bùi Vũ Châu thì cũng nghiên cứu rất kỹ về cái này. Các cái bộ phận lục phủ ngũ tạng như chúng ta thường nghe nói đấy, thì nó vận hành như thế nào? Nó là một cái cỗ máy rất là bí mật. Mặc dù Tây y người ta có thể mổ xẻ ra, bày phơi hết ra bàn như thế này, nhưng mà để lắp ghép nó lại và đưa nó vào trong này, để nó có một cái khí tức là một cái vô hình đấy, nó vận hành cái này, nó chạy như thế nào là chị cũng không ai biết.
đến bây giờ khoa học vẫn còn đang phải nghiên cứu và mới tìm ra được có một góc rất nhỏ thôi. Đấy, cái sự vận hành của nó như thế nào, rồi cái sự cấu trúc của nó ra làm sao, cái này nó tương tác với cái kia như thế nào để nó sinh ra những cái chất gì, để nó điều khiển cơ thể ra làm sao, thì cái đấy vẫn là một bí mật rất lớn. À, giống như là một cái hộp đen ấy. Trong này nó giống như một cái hộp đen, có thể mổ banh ta lông ra chỉ biết nó gần mấy thứ thôi. Thế nhưng mà nó móc nối với nhau như thế nào là cả một cái sự vi diệu ở trong đấy. Thế thì bằng vào cái kiến thức có tính chất văn hóa triết học thì thầy đã phát hiện ra rất nhiều cái điều bí mật và kỳ lạ trong đấy. Đấy, cũng như là cái này thì cũng được thừa kế ở cái văn hóa triết học phương Đông, đặc biệt là trong những cái môn như là kinh dịch, dịch học. Đấy, thì người ta cũng đã quan tâm đến những vấn đề này từ xa xưa. Người ta phát hiện là trong lục phủ ngũ tạng thì nó cũng bao gồm có ngũ hành. Đấy, và bên ngoài nó cũng có ngũ hành, ở ngoài vũ trụ có ngũ hành và trong cơ thể người cũng có ngũ hành. Đấy, gọi là nhân thân là tiểu thiên địa đấy, hai cái là một, cơ thể người cũng là một vũ trụ thu nhỏ, nó có đầy đủ mọi thứ giống như bên ngoài và nó vận hành có sự tương tác ở bên trong với bên ngoài. Thế cho nên khi chúng ta nghiên cứu về cái này, tí nữa mọi người sẽ biết rằng là vì sao mà khi giao mùa ấy, cơ thể người nó hay bị bệnh, hay bị ốm, là nó cũng do cái thằng này. Đấy, do cái sự vận hành của cái đám này, ngũ hành nó tương sinh tương khắc như thế nào đó, hoặc là nó đến một cái thời điểm nó trục trặc về một vấn đề gì đó. Đấy, thì chúng ta sẽ biết và chăm sóc nó đúng lúc thì nó sẽ không bị, hoặc là nó hạn chế được rất nhiều cái tình trạng này xảy ra, gọi là bệnh về tiết khí. Thế ngoài ra thì những cái bệnh tật thông thường của con người thì nó cũng đều phát sinh từ cái nhóm này, cái đám này mà ra. Thì với cái nghiên cứu của thầy Bùi Quốc Châu ấy, thì thầy thấy rằng là trên gương mặt nó phản chiếu toàn bộ cái nội tạng. Cái này hôm qua tôi sẽ phải đính chính lại một chút với bạn. Em tên là gì nhỉ? Em là Hồng. Bạn Hồng. Và bạn này là sự dị nhân của lớp đây. À, có một cái chút đính chính lại với em, bởi vì hôm qua tôi sẽ phải về, tôi cũng hơi, vì trường hợp như của em là lần đầu tiên gặp, chưa bao giờ gặp một đặc biệt như thế, đặc biệt. Cho nên là hôm qua tôi trả lời hơi chủ quan. Trả lời hơi chủ quan. Thế khi tôi nghiên cứu kỹ lại thì tôi thấy rằng là cái trường hợp của em thì nên làm ngược lại. Tức là nên có cái sự tác động ngược lại. Tuy nhiên nó ngược lại thì nó cũng chỉ ở hai bộ phận thôi. Đấy là gan và cái đại tràng, mà nó có ngược chiều hay không thì cái phải đi khám đã. Cái đấy thì em phải đi chụp. Có không? Thì cái ruột thừa là nó lại chuyển sang trái ạ. À, ruột thừa bên trái à? À, thế thì nó cũng ngược luôn. Đảo lộn tất cả. Đảo lộn tất cả. Hoàn toàn. Đấy, trường hợp rất đặc biệt. Thế thì sau này thì em sẽ làm các cái bộ huyệt của người ta như thế nào thì em đảo ngược. Ví dụ gan ở bên phải thì bây giờ gan của em bên trái. Dạ dày bên trái thì bây giờ dạ dày của em là bên phải. Người ta vuốt cái đại tràng từ phải sang trái thì em vuốt từ trái sang phải. Đấy, tức là trường hợp như của em là phải làm ngược lại. Làm ngược lại thì nó mới đúng nhé. Thì xin đính chính lại như thế, hôm qua chị trả lời là trong trạng thái cũng hơi vội. Vì trường hợp đầu tiên gặp. Thì chúng ta nhận biết cái vị trí của nó phản chiếu trên mặt như thế nào. Thứ nhất là cái quả tim. Quả tim là nằm ở đâu ạ? Mũi khoảng một nửa cái sống mũi từ giữa hai đầu lông mày xuống đến cái khoảng cái số 1 đấy là tim. Hai bên thì nó là hai lá phổi. Cái trường hợp tim và phổi này và thận này, tim như của bạn Hồng thì nó vẫn như thế thôi, đúng không? Bởi vì nó có hai, lật đi lật lại thì nó vẫn là hai bên và nó có tính đối xứng cho nên là vẫn như vậy. Đấy, chỉ có cái đại tràng là một này, cái dạ dày và cái gan nó đảo. Tim bên phải nhưng phản chiếu trên mặt thì nó vẫn ở giữa. Đấy, bất kỳ ai cũng thế, phản chiếu tim trên mặt thì nó ở giữa sống mũi. Hai lá phổi thì ở hai bên. Ở dưới gò má bên phải là gan và mật, nhưng của bạn kia thì nó lại là dạ dày. Dạ dày lá lách, đúng không? Thế còn bên trái thì là dạ dày và lá lách. Ở hai bên mép là có hai quả thận. Dưới cằm là cái bàng quang. Xung quanh miệng, cái vùng màu đỏ là ruột non. Và cái màu trắng này là ruột già, tức là đại tràng. Cái màu trắng là nó sẽ chạy chìm dưới những cái này nhé. Như chúng ta hình dung là nó có cả một cái đường ống nó chạy đây này. Bình thường là chúng ta chạy, bắt đầu cái ruột thừa nó bắt đầu ở dưới cái mép bên phải, nó phản chiếu dưới này. Thế là nó vòng lên trên môi trên, vòng sang bên trái, đi xuống dưới cằm.
là chỗ này nó có cái trực tràng, cái chiều đi ra của đại tràng là như thế. Trường hợp đặc biệt như bạn này nó ngược lại, ở bên trái lên sang phải xuống, đúng không? Như của em nó ngược lại. Mọi người nắm được chưa? Cái vị trí của nó là như thế, các vị trí tương đối. Đúng rồi, cầm là bàng quang. À, đúng rồi, trong sách người ta ghi hơi nhầm một chút, mọi người chỉ điều chỉnh lại hộ nhé. Cái dưới cầm là bàng quang. Tốt nhất là gạch một cái gạch nối vào để cho dễ nhìn. Cái cái mũi tên nối vào. Dưới cầm này. Cầm là bàng quang, cả cái cầm này nó số 10. Đúng rồi, nó là số 10, nhưng ở trong sách thì ghi là 12. Mọi người sửa lại là số 10. Qua là số 10, nhưng mà trên cái hình nó ghi 12. Mình sửa lại là số 10 hoặc là viết một cái mũi tên, vẽ một cái mũi tên chiếu xuống này. Lá lách thì có một cái thôi, còn một cái thì nó nhờ người ta nhìn. Thấy đây là có ruột già, ruột non chứ không thấy có ruột thừa. Ruột thừa thì nó nằm ở cuối của ruột già. Cái ruột thừa nó không phải là một bộ, nó là một bộ phận đi kèm thôi, chứ nó không phải là một phủ một tạng, cho nên là không được được ký hiệu một cách rõ rệt. Thực ra cái này ấy, chúng ta chỉ cần xem như thế này này, rất dễ. Mọi người lên trên Google, hỏi anh giáo sư Google ấy, cái gì cũng biết. Hỏi về phần hình ảnh, lục phủ ngũ tạng hay nó ra một bộ. Mà nếu chúng ta muốn thì nên nghiên cứu như thế, thì sẽ nắm được nó đầy đủ hơn. Ở trên hình vẽ này là thầy vẽ một cách khái quát thôi. Một cách khái quát và chúng ta chỉ quan tâm đến 5 cái cặp chính. 5 cái cặp chính. Thường thì nghe nói là lục phủ ngũ tạng, đúng không? Đấy, thế nhưng mà ở đây thì thấy có 5. Đến thực chất thì nó có tận 6 cơ. 6 phủ và 6 tạng. Đấy, nhưng mà vì có một cái tạng gọi là tạng tâm bào thì nó đi cùng với quả tim. Nó là một cái tạng phụ, cho nên người ta không nhắc đến nó như là một cái bộ phận độc lập. Đấy, nên mới nói là lục phủ ngũ tạng, nhưng mà nó có 6 phủ. 6 phủ và 5 tạng. Nhưng thực chất nếu tách ra thì cái tạng tâm bào là một nữa thì nó thành 6 tạng. Đây chỉ là cái kiến thức y khoa phổ thông thôi, chứ nó không có gì bí hiểm cả. Mọi người có thể đọc trên Google, nó có đầy đủ hết. Ở đây tôi chỉ lưu ý mọi người mấy cái chi tiết như thế này, chúng ta quan tâm và ứng dụng được này. Vị trí thì mọi người nắm được rồi, đúng không ạ? Vị trí của nó ở đâu trên mặt, chúng ta biết rồi. Tim, gan, phổi, mật, ở chỗ nào là biết rồi. Gan thì ở bên trái và bên trong gan nó có một cái ống cong cong ấy là mật. Dạ dày thì ở bên trái, hình cong cong này ở chiếm 2/3 môi trên và dưới vỏ má bên trái, đấy là dạ dày. Thế và bên cạnh dạ dày nó có một cái màu nho nhỏ màu vàng đậm đấy, đấy gọi là lá lách. Cái số 11 này nó là tuyến tụy. Mọi người sửa lại giúp cho nhé. Cái số 11 dưới cùng ấy là tuyến tụy. Tuyến tụy thì nó không phải là nằm trong, nó không thuộc tạng phủ, nó không gọi là tạng cũng không gọi là phủ. Thường người ta hay gọi là tụy tạng, nhưng thực chất nó không phải là tạng. Mà cái tụy này nó là một trong những tuyến nội tiết, nó nằm trong hệ nội tiết. Thế nhưng mà không hiểu vì sao cái danh từ người ta hay gọi là tụy tạng, nhưng nó không phải là một tạng. Cái tụy này thì nó nằm ở giữa hai quả thận. Nó là cái tuyến nằm giữa hai quả thận đấy. Tí nữa tôi sẽ nói kỹ hơn. Bây giờ chúng ta để ý này, nó sẽ có từng cặp. Mỗi một cặp tạng phủ nó đi liền với nhau, có một âm một dương đấy. Và nó đóng những cái chức năng riêng ở trong cơ thể. Chúng ta sẽ khảo sát từng cặp một. Cái cặp đầu tiên mà chúng ta thấy là vẽ có màu đỏ đấy là cái gì đấy? Tim và ruột non, đúng không ạ? Đều có màu đỏ. Đây là một cặp.
một cặp giống như một cặp vợ chồng đấy, cùng làm một vấn đề, cùng chịu trách nhiệm về một vấn đề trong cơ thể. Thì hai cái thằng này nó phụ trách về máu và mạch máu, gọi là máu huyết, huyết mạch, xin lỗi, gọi là huyết mạch. Và một cái thì nó đặc, một cái thì nó rỗng, đúng không? Cái tạng, tạng thì nó đặc, phủ thì nó rỗng. Người ta thường hay nói là tạng thôi, còn cái phủ nó giống như một cái bộ phận đi kèm, nó một cái cô vợ đi cùng. Người ta hay dùng cái tạng làm chủ, ví dụ tạng tim. Đấy, và cái cặp này người ta gọi là tâm tiểu trường. Trong đông y người ta dùng cái thuật ngữ là tâm tiểu trường, tức là tim và ruột non. Cái cặp tâm tiểu trường ấy nó phụ trách về vấn đề huyết mạch và được biểu diễn bằng màu đỏ, vì trong ngũ hành thì nó thuộc hành hỏa. Mọi người cứ ghi tạm thời đấy thôi, nó cũng thuộc một chút về kiến thức nâng cao nhưng mà nó ứng dụng được, cho nên tôi chia sẻ một chút. Nó thuộc hành hỏa trong ngũ hành và nó thuộc về mùa hè. Đấy, nó sẽ ứng với cái tháng 4, tháng 5 âm lịch. Hay chúng ta tính theo lịch mặt trăng nhé, âm lịch. Ứng với tháng 4, tháng 5 âm lịch. Tức là trong cái khoảng thời gian đó thì tim nó vượng. Và tim trong cái khoảng thời gian tháng 4, tháng 5 âm lịch ấy, là nó hay có những vấn đề trục trặc xảy ra, vì nó đang hoạt động mạnh. Bệnh tim nó cũng phát triển ở trong thời kỳ đấy. Nên mọi người phải chú ý cái này. Bệnh tiết khí đấy, bệnh nó đi cùng với tiết khí. Đấy nhá, đấy là tim và ruột non. Cái cặp thứ hai chúng ta thấy có màu trắng đi. Màu trắng là cái gì đấy? Phổi và ruột già. Phổi và ruột già hay còn gọi là phế đại tràng. Đại tràng chính là ruột già. Còn ruột thừa thì nó là một cái mẫu cuối cùng của ruột già thôi. Màu bên trong là cái cặp này thì nó phụ trách về vấn đề da và lông ở bên ngoài cơ thể, gọi là phế thì chủ bì mao. Thuật ngữ trong đông y người ta nói vậy, phế chủ bì mao, bì là da, mao là lông. Những cái bệnh liên quan đến ngoài da, ví dụ như bệnh khô da này, hay là viêm da dị ứng này, nói chung những bệnh ngoài da, rồi lông tóc yếu rụng, đấy, thì nó sẽ liên quan đến cái cặp này, phế đại tràng. Đấy, cho nên chúng ta phải chú ý nhé, nếu muốn chữa những cái bệnh ngoài da thì phải xem là cái phế nó có khỏe không, phế và đại tràng nó có khỏe không. Đấy, hai cái cặp này mà nó kém ấy, nó hay trục trặc ấy, thì cái bệnh ngoài da chữa rất là khó đấy, chữa rất lâu khỏi đấy. Đấy, cho nên muốn chữa bệnh tận gốc là chúng ta phải hiểu được cái này, giống như là tim mà ruột non ban đấy. Ví dụ máu, cái công thức máu này hay là chất lượng của máu không được tốt. Đấy, thì chúng ta nhớ là phải chăm sóc hai cái thằng tim. Tim và ruột non nó phải được bồi bổ hoặc nó phải được chăm sóc. Thế còn chăm sóc và bồi bổ như thế nào thì sau này chúng ta sẽ biết cách làm. Sẽ có những bộ huyệt. Hoặc là chúng ta đơn giản nhất là chúng ta tác động theo cái vùng phản chiếu này thôi. Ví dụ lăn hơ cào võ vào nó chính là chăm sóc nó. Đấy, chứ chưa cần phải làm cái gì phức tạp. Thì phế đại tràng nó liên quan đến da và lông, và nó có màu trắng, nó thì nó thuộc hành kim. Cái này nó thuộc hành kim nhé, trong ngũ hành nó thuộc kim. Và về mùa thu và ứng với tháng 7, tháng 8 âm lịch. Tiếp theo là có màu xanh lá cây ở bên phải đấy, nhưng mà với bạn Hồng thì nó ở bên trái nha, để lưu ý. Gan mật gan thì là tạng, nó đặc nên nó là tạng, còn mật nó là một cái ống rỗng nên nó là phủ, một cặp tạng phủ đi kèm nhau.
có màu xanh lá cây. Hai cái hàng này thì nó phụ trách về vấn đề gân, những cái gì thuộc về gân trong cơ thể là do cái hàng này nó phụ trách, gọi là gan. Trong đông y ta gọi là can, gan tức là can, can chủ cân, cân là gân, can chủ cân. Cân, cân tức là gân đấy, còn can là gan. Còn cái mật nó nằm ở trong gan. Cái mật thì trong trong đông y cái cặp này gan và mật người ta gọi là gì, có ai biết không? Đờm, đúng không? Can là đờm hay là đảm? Can đảm, can đảm chính là gan mật. Đấy, thế mà bây giờ mọi người sẽ thấy này, từ cái tác động sinh lý nó sinh ra tâm lý. Đấy, những người mà nhút nhát người ta gọi là gì? Nhát gan. Đấy, còn những người dũng cảm thì người ta gọi là gì? Người can đảm. Người can đảm tức là to gan lớn mật. Thì cái này mọi người sẽ thấy cái sự liên hệ giữa cái biểu hiện sinh lý nó ảnh hưởng đến tâm lý, nó gây ra tính cách luôn. Cho nên những người mà gan mật không tốt ấy, cái chức năng gan và chức năng mật nó không tốt ấy, nó sinh ra cái tính nhút nhát. Đấy, thế bây giờ muốn cải thiện tính nhút nhát thì phải làm cho gan mật nó phải lên, thì tự khắc là nó đỡ nhút nhát, tức là tác động thường xuyên vào cái vùng tam giác gan này. Vùng tam giác gan tức là cấu thành bởi ba cái huyệt đấy, 50, 41 và 233 ở bên phải này, thì gọi là tam giác gan. Và những ai bị nhát gan thì cứ thường xuyên trà sát lên, hoặc là dùng cái lăn lăn nào, lăn thì dùng cái lăn dương nếu mà yếu, đúng không? Còn là nhát gan tức là yếu, dùng cái lăn dương mà lăn thường xuyên vào vùng tam giác gan. Thế hoặc sau này chúng ta có những cái cách khác nó đơn giản hơn, ví dụ như là đọc số huyệt. Thế nhưng cái đấy thì đến chương trình nâng cao thì mới chia sẻ, là niệm công thì cái đấy dùng sau. Rồi chúng ta dùng tác động thực thể trước, dùng cái lăn hoặc là dùng cái móng tay gạch thôi. Hoặc là bạn nào cũng chả phải, cũng không nhất thiết là bạn trẻ đâu, đúng không? Những người lớn đôi khi gặp người yêu cũng run, mà bị tỏ tình run quá thì gạch vào đây, gạch vào đây, đúng không? Nhưng mà dũng cảm lên, to gan lớn mật. Hoặc là định làm cái việc gì đó mà mình cần phải một bóng cái sự quyết định, không cái sự quyết định, hoặc là cần phải bình tĩnh, cần phải tự tin, cần phải dũng cảm thì gạch vào đó, chăm sóc cái vùng gan. Hoặc thậm chí là trà nóng lên, đơn giản là trà nóng cái vùng gan lên một lúc nó sẽ khác, mọi người sẽ thấy nó khác. Thì cái gan và mật nó có màu xanh lá cây, tức là nó biểu diễn cho hành mộc, nó thuộc mộc, đời mùa xuân, tức là tháng riêng tháng 2 âm lịch thì nó sẽ ứng với gan mật. Cặp thứ tư là có màu xanh dương hoặc là màu đen đấy, là thận và bàng quang. Thận thì nó đặc cho nên nó là tạng, bàng quang nó rỗng cho nên nó là phủ. Cái cặp là thận bàng quang này tiếng Việt thì hay gọi đây là cái quả, quả thận gọi là quả gì ấy? Quả cận, hay là gọi là quả bầu dục ấy, cũng là nó. Bàng quang thì tiếng Việt gọi nôm na là bọng đái, thận bàng quang. Thì cái cặp này nó chủ về, nó sản sinh ra các cái hormone sinh trưởng, hormone sinh dục đấy, để gọi là tinh chất của con người. Với đàn ông thì nó là tinh trùng, với phụ nữ thì nó là buồng trứng. Đấy là nó liên quan đến cái tuyến thượng thận nằm trong quả thận này. Cho nên nó sinh ra tinh, sinh ra tủy sống và sinh ra tế bào xương. Đấy là do cái cặp này. Cho nên là cái thận nó làm việc nặng hơn những bộ phận khác một chút. Thường là cái thận nó làm việc nặng hơn những bộ phận khác một chút. Sinh ra tinh, tủy và xương. Đấy là thận. Xương, tế bào xương ấy, tinh, tủy và xương, xương khớp. Cho nên những cái bệnh liên quan đến, một là yếu sinh lý, đấy, vô sinh. Hai nữa là liên quan đến vấn đề tủy sống. Ba là liên quan đến xương khớp. Những cái bệnh đó thì phải chú trọng vào thận, phải chăm sóc cả thận và phải bồi bổ cả thận nữa, hoặc là chữa những cái bệnh liên quan đến thận trước đi.
thì những cái bệnh kia nó sẽ dần dần nó sẽ đỡ. Tức là chữa từ cái gốc, từ cái nhà máy sản xuất ra nó trục trặc thì đương nhiên là những cái thằng kia nó phải trục trặc. Bây giờ phải chữa ngay từ gốc, tức là chữa vào thận thì những cái kia nó mới được tốt. Nên yếu sinh lý là cũng phải chữa từ thận, đặc biệt là tuyến thượng thận. Rồi tủy sống, những cái liên quan đến gen di truyền ấy, nó là một tủy sống. Thì hai quả thận rất là quan trọng. Thế và nhân đây thì lưu ý mọi người là có hai cái vùng mà chúng ta chăm sóc được quả thận thường xuyên và đơn giản nhất. Đấy là hai cái tai và hai bàn chân. Mọi người chú ý đừng có bao giờ để cho hai cái tai và hai bàn chân nó bị lạnh. Phải làm ấm tai và ấm bàn chân thường xuyên. Người chân lạnh buốt. Đấy, thì cái đấy phải chữa, chữa lâu đêm nào không để... Trong trường hợp bị lạnh bàn chân ấy thì hơ ngải cứu vào thắt lưng hoặc là sấy nóng thắt lưng lên thì cái bàn chân nó ấm nhanh hơn là sấy trực tiếp vào bàn chân. Đấy, vì chỗ này nó là thận, đấy là thận này. Sấy vào thắt lưng ấy. Em thấy gặp nhiều người là họ lạnh chân mà nằm cả đêm làm ấm thận lên thì người ta sẽ đỡ lạnh chân. Những người đấy là sờ bàn chân là biết ngay bị thận hay không. Các cái đầu ngón chân ấy, đặc biệt các đầu ngón chân mà bị lạnh đấy, thì là cái tuyến thượng thận rất kém. Tuyến thượng thận kém thì nó cũng sẽ cước chân là khác. Cước chân thì cước là nó nứt ra nó khác, còn cái lạnh nó khác. Lạnh các cái đầu ngón chân thì biết ngay là sinh lý kém. Một là sinh lý kém, thứ hai là những cái về sinh dục là không tốt, khả năng sinh sản là không tốt vì cái tuyến thượng thận nó kém. Rồi cái tai thế, tai mà lạnh thì cái thận cũng không tốt, nên phải chú ý thường xuyên làm ấm tai và ấm bàn chân. Đấy là hai cái chỗ để chăm sóc quả thận một cách dễ nhất. Cái chơi quả thận thì phải chú ý hơn một chút vì nó gánh nặng, cái gánh nó phải gánh nặng hơn những bộ phận khác. Rồi nếu như không được học thì em nghĩ là huyết nó không lưu thông. À đúng rồi, nó cũng do máu huyết không lưu thông, nhưng mà cái nguồn gốc của nó là do quả thận. Cái gốc chính của nó là từ quả thận. Thì trước mới chỉ là lơ mơ, nhưng mà hôm nay thầy giảng như này là sẽ nắm được chính từ gốc từ đâu. Đỡ lơ mơ hơn. Được rồi, gốc thì nó lơ mơ hơn, chỉ ví dụ là khí huyết người ta không phù nên lạnh. Hôm nay là siêu rõ rồi. Bây giờ như này nó sẽ nhanh hiệu quả hơn rất là nhiều. Thế là mình biết là phải tác động vào đâu, biết cái gốc ở chỗ nào. Đánh vào cái gốc thì cái ngọn nó sẽ tốt, tưới vào gốc thì ngọn nó tốt. Đấy, và cái cặp này thì nó thuộc về thủy, nó thuộc về mùa đông. Tháng 10 và tháng 11 âm lịch là liên quan đến, phải chú ý đến thận nhé. Được càng mùa đông. Mùa đông, nó sẽ phải chú ý đến thận. Bây giờ hiện tại đi. Đây là, bây giờ đang là vấn đề của thận đấy. Đang là cái thời kỳ của thận, phải chú trọng vào thận, để ý vào thận và thường xuyên chăm sóc nó, chăm sóc cái thận. Chăm sóc thì chúng ta không cần phải tác động trực tiếp vào thận, mà chúng ta có rất nhiều vùng phản chiếu trên mặt này. Thế rồi vùng đồng ứng như bạn đấy nói ở tai này, ở bàn chân này, thì cứ trà sát xoa nóng nó lên hoặc hơ ngải cứu. Đấy là cách chăm sóc, không có gì phức tạp cả. Chăm sóc chính là như vậy, động vào nó là nó được, có động thì có biến. Đấy, tức là động vào thì nó sẽ biến đổi, nó sẽ thay đổi thôi. Có động thì có biến, cứ đụng vào này. Thế còn nếu nó không có vấn đề, nó đang khỏe mạnh thì đừng đụng vào, đúng không? Vì nó đang khỏe mà đụng vào thì nó lại biến sang thành yếu. Nếu nó đang yếu mà đụng vào thì nó biến thành khỏe. Em có động thì có biến. Em phải hôm tập có nghĩa là học như này, trong lớp tập vào trong bây giờ nó sinh nhiệt của em nó dương nhiều thì đấy là quá đấy, có vài cái mụ thì đấy gọi là quá. Bởi vì là hôm qua mới biết được cái vấn đề đấy, mỗi kỳ là cứ thế là về là học và làm. Nên trong dân gian tiếng Việt chúng ta có câu là vừa là phải đấy, quá là quắt đấy, vừa phải quá quắt, không nên tham. Không phải là tham mà mình bây giờ đang bị. Không sao, trong những ngày đầu thì nên như thế, nên thực hành để xem trải nghiệm xem nó thế nào. Đấy là có cái biểu hiện là lên vài cái mụn xem nó thế nào. Bọc sừng. Nếu mà bị hoại thận thì ngoài sừng thì là 2 cái sừng này nó đều 3 cái sừng. Tác động lên mặt. Tác động lên mặt thì có tác động, tức là dùng các cái giải vật để mà là xoa mặt nước. Nhưng mà như thầy vừa nói thì tôi lại thấy có cái hơi dở, tức là ví dụ có động có biến, có những cơ quan bình thường rồi mà mình lại tác động vào đấy thì lại bị giảm đi thì làm thế nào? Bác nghe thì bác đây thấy sợ rồi đúng không? Vâng. Thực ra là trong cái 12 động tác massage ấy, đây là chúng ta chăm sóc cho các cái bộ phận hàng ngày. Giống như là buổi sáng nó vừa ngủ dậy thì nó vẫn còn đang uể oải ấy,
thì mình làm như thế cho nó máu huyết lưu thông thì cái đó là tốt. Yeah. Tức là buổi sáng mới ngủ dậy thì tất cả các bộ phận nó đang nghỉ ngơi. Yeah. Thì mình massage như thế, tức là làm cho nó hoạt động trở lại. Đấy, nó tốt hơn. Yeah. Thế còn cái động mà nó sinh biến ở đây, tức là cái động mang tính chất chữa bệnh cơ. Yeah. Đấy, chứ còn cái chăm sóc sức khỏe bình thường, dưỡng sinh ấy, yeah, thì nó không sao. Yeah. Nó không sao. Nó có mức độ, ví dụ như là người không bị bệnh gì về thận cả, nhưng mà hàng ngày cứ lấy cái que và chọc vào các cái huyệt của thận ấy. Đấy, thì nó sẽ sinh ra là nó sẽ sinh ra vấn đề. Vâng. Bác nắm được chưa? Vâng, vâng. À, cái động là động ở cách đấy, chứ không cái xoa mặt hay là tác động bằng các đại giản thuật thì nó là những cái cách dưỡng sinh hàng ngày, không có bệnh cũng làm được, không sao. Thì cái thằng này là nó thuộc về mùa đông, tháng 10 và tháng 11 âm lịch. Còn cái cặp thứ 5 nó có màu vàng đấy, tức là dạ dày và lá lách nằm ở bên trái, còn với bạn dị nhân kia thì nằm bên phải. X-Men là X-Men. Những bạn như thế này là sẽ phải nghiên cứu xem có khả năng gì đặc biệt hay không. Chắc chắn là em nghĩ là em thử xem có khả năng gì đặc biệt không. Em chưa tìm thấy ạ. Làm gì cũng làm. Chưa hoan nghi được. Chắc chắn rồi. Vì là tỷ lệ khác, hiếm gặp là khác người. Khác người. Biết đâu lại lúc mình buồn thì trời cũng buồn, lúc mình vui thì trời cũng nắng. Điều kiện này phải biết. Bảo sao trong phim kinh nghiệm có đâm mãi bên trái mà không đi chết. Không đâm được tim. Người này. Người này là kiếm đâm mà không đi tim.